Xin kính chào quý vị. Hai của mình đang có mặt ở trường Chattahoochee College, Marietta, bang Georgia, Đông Nam Hoa Kỳ. Ngày 8 tây tháng 4 2019 và đang đứng giữa cái cầu đi bộ băng qua ngang đường nối giữa cái khu dãy nhà văn phòng phục vụ sinh viên quốc tế. Building G, tòa nhà G cái gì. Và học tiếng Anh ở cái dãy nhà này. Ở đây sinh viên được đậu xe miễn phí. Và đây là con đường cắt ngang, cắt đôi trường đó. Và dãy nhà bên đây là dãy nhà ABC. Ở đây đang xây dựng thêm. Thời tiết mát gì, nhiệt độ giờ khoảng 24 độ C, trời nhiều mây. Đó là lần đầu tiên đi học tiếng Anh ở Mỹ. Đây là xe đưa đón học sinh, school bus. Và đây nằm giữa đường Beach Road và đường đường Centau. Gió ấy. Đó, bây giờ quay một vòng trường ở bên Mỹ như thế nào nha. Nay bắt đầu mùa xuân, cây bắt đầu nó đâm chồi nở hoa gì. Nay nó hơi tàn. Khí hậu trong lành, mát mẻ. Đây là cái bảng hiệu của trường. Và đây là dãy nhà, khu nhà F building. Nhìn ngược ra ngoài đường vậy. Đây là cái bảng thông tin của trường. Đây là mấy phòng học. Rất là sạch đi, nhất là nhà vệ sinh đó. Đi vòng quý vị thấy trường học ở Mỹ. Đây đi ra ngoài. Tới giờ học yên lặng đi. Nghe mấy con quạ nó kêu. Và đây là phía trước của building G, trung tâm phục vụ sinh viên, student service. Cái cầu vượt hồi nãy mình mới đi qua đó.